Rồi tiếp tục thì bữa nay Thác Sơn thu hoạch hai miếng còn lại, hai công còn lại hết bà con. Thì để xem cái năng suất nó ra sao. Thì bữa nay là OM18 ha. Thì bữa nay được 98 ngày. Thì bán ở đây giá nó 81, 82 ha bà con. Hiện tại là 98 ngày, 81, 82 ha. Thì người bán trước bán sau 98 ngày, 99 ngày, 100 ngày đó. Bán càng lên cao thì nó số ngày cắt nó sẽ cao hơn ha. Cứ qua ngày là 100 đồng, qua ngày 100 đồng á. Thì trong cái vụ này thì nông sưng năm nay nếu bà con quản lý tốt về cái dịch cày nâu rồi á, là nó đạt á, với vàng lá chín sớm rồi đó, đừng bị cháy lá, nó vô cỏ đầy đủ là nó bà con là trung bình nó là 1 tấn ha. Thì để coi hồi miếng này cây Thác Sơn tính ra được nhiêu bao mọi người có cái năng suất ha. Thì đợt sau này lúa nó do cái hộp nó không được mẩy á, làm như nó hơi bị khô hơn. Thì đây Thác Sơn có bón phân cước hạt ha, thì nói trong đất núi của mình á, mình làm lúa mà mình không bón phân cước hạt là nó không có nặng ký đâu ha bà con. Xịt thuốc là vô nó cháy lá với nó thuốc nó vô đâu bằng phân đâu. Nếu bà con mình kết hợp vừa xịt thuốc với vừa rải phân á là nó rất nặng ký ha. Và vô gạo tới cổ luôn. Thì đất tùy theo cái vùng đất mà mình làm mình bón phân cước hạt ha. Thì nói chung thì lúa OM18 thì nó có tình trạng là chết cây á bà con, nên nó không được dày á, nó thưa thưa nhưng mà được cái chùm bông nó nhặt á. Thì bữa hổm nó cháy lá là do xử lý rước phân lại đó, nên là nó vô gỗ tới tốt. Thấy là cũng vô cổ ha. Hạt lúa nó cũng hơi mấy mẩy ha. Nhưng mà nó hơi khô chài, được sao là nắng lắm. Thì vấn đề đồ ôn có bông về sau này thì thấy nó bị đồ ôn có bông của vé này không? Thì do cái mình bón phân rước hạt á, bón phân rước hạt giai đoạn cuối á, với mình xịt kích thích để cho nó giữ màu xá lên là cái bông nó non á. Cái bông cái cổ nó non lên nó cắt dễ bị đôn của bông á, thì đó cũng là mẫu kinh nghiệm để mình rút ra nữa để mình. Thì dặn lúa này Thác Sơn xử lý rất là cao thấy không con, là vụ sau làm lùm lùm lắm mới được, làm cao này nó ưa sập quá, với vụ năm xuân này cao nó yếu chân ha. Vụ sau thì làm trung bình nó 4 tắc là vừa, cái này nó tới 6-7 tắc rồi, quá cao rồi. Thì nói về cổ thì bữa nay thì nó vô cổ khá yên đấy mọi con, nhưng mà nó có cái tình trạng là đất còn ướt luôn, nhưng mà nó muốn háp cái trà, háp này là do chắc nó bị muốn bị về cái tình trạng là đậu ôm cổ vé nè, cái chích nè. Thì do bỏ lâu á, có 75 ngày là nó sang xịt cửa cuối bỏ, nên là về đậu ôm mà kháng tới chín mấy ngày ha, gần 20 ngày thì nó không có ok á. Có 85 ngày xịt cử nữa thì mới ngon ha. Gạo cổ thấy nó vô cũng khá là ok nè. Nói ô em nó cháy thì bà con thấy nó cháy cái đọt thôi, nhưng mà ở dưới nó còn á. Thì thấy vụ này chắc có thể là 23 con bà con ha, trúng ha. Này. Đỡ máy lên dục lên bao không ba? Quá. Tính theo là 37 đó người, nó 47 á. Đây bà con thấy nó thưa thưa mà bông dữ lắm ha. Nó bà con thấy. Với đồng sưng này nó lép nó nhặt hạt là nó vô gạo là nó nặng ký với nó có bao á. Cái đồng sưng này nếu bà con sang nói là bà con quản lý tốt về các cái dịch bệnh như là gầy với vàng lá chín sớm là lúa rất là trúng ha. Với năm nay thuận thời tiết nữa. À, một số bà con mình xịt ít sẹo nhưng mà bón phân cước hạt vô thì nó vẫn trúng bình thường á. Chứ không phải là nói xịt thuốc này thuốc kia trúng thì Thác Sơn cũng không có đồng ý ha. Do cái thời tiết là quan trọng, thuốc là hỗ trợ. Về cái vùng núi là khó khăn là chính. Còn thấy đây qua đây
cho bà con mình xem cái dạng bông mình đây nè, rất là cao á, nó sai thịt kích thích rất là nhiều luôn. Bà con thấy cái dạng lúa này nó rất là cao, nhưng mà anh hạn chế vấn đề lem lép, cổ vô đầy đủ ha. Cái này giờ bón phân nước hạt chứ không có phân nước hạt là vô không nổi, vô vô cổ không nổi, lâu lép. Rồi vô mánh công chắc khoảng 19 bao á, mà đất núi là 19 bao là hơn tấn này, tấn mốt rồi. Đây bà con thấy cái dàn chân nè, cái dàn gạ nè rất là thưa ha, đúng không? Nhưng mà khi bà con lại cái bông á, bà con quến này nè, đó. Quến này con thấy giờ bông rất nhiều không? Rất là nhiều. Còn về đâu có bông này á thì thật ra nó rút làm được một kinh nghiệm á, về giai đoạn cuối bà con phải ngừa. Nếu mà con có phân nước hạt là càng bón phân hạt hoặc là xịt các cái thuốc kích thích mà để cho nó giữ xanh cái màu lá, là cái đương nhiên là cái cây lúa này nó phải non. Mà nó non thì cái vấn đề đâu có bông thì tấn công rất là dễ ha. Nên lưu ý trong vấn đề này cũng rút ra một cái kinh nghiệm để mà mình khắc phục trong cái tác lúa ha. Nói chung bữa nay cũng vô tới cổ hết rồi, cũng có lép nữa, nhưng mà nó hạn chế. Để hồi cắt sống này ra rồi hết căng thẳng nó coi được như bao á. Đây thì bà con thấy mấy cái chỗ mà dàn cao cao bông nó sẽ đùng vô nè. Đó. Mỗi lần là miếng này là hai công thì chỉ có 20 mấy bao thôi, 26, 28 bao thôi, bây giờ gần 40 bao. Đồng xuân năm nay nói chung là trúng đều luôn á, nó thuận thời tiết ha bà con. Thì bông nội bà con giờ bông bà con cũng biết rồi nè. Khi mà nó sang bỡ lên bà con thấy không, nè, cái chỗ có tay nè, bông rất là nhiều ha. Đó. Ngoài nhánh vé thì nó sắp bị đô có bông, là bữa nay thu hoạch trước cũng ok. Lúa mà bà con mình biết nặng ký là bà con thấy trời gió không, gió rất là mạnh luôn, nhưng mà nó đưa cái bông lúa mình á, nó sàn qua sàn lại một cách nhẹ nhàng đấy không, nó có thấy không, là lúa nặng ký ha. Còn mà lúa mà gió mà nó làm xào lúa là cây lúa nó quơ lại liên tục á, là rất là nhẹ ký á. Thì trong vấn đề nhận biết lúa nặng ký là gì đó, nó còn thấy gió mà cái hạt lúa cũng như nó đưa nguyên về á, ẹo là lúa trúng, là lúa nặng ký ha. Nó đâu có dày đâu, bà con thấy được thảm đã thư vĩnh luôn á, nhưng mà nó trúng mà. Cái này lưu ý thì dù sao để thất sơn xài dày lên chút xíu nó để xử lý lên, có nó có lên được tấn 2, tấn 3 gì cho đất núi nào. Để đây xong rồi hết sơn tính nha mọi người. Rồi thì một công cắt nó 18 bao hết bà con, 18 bao cũng vô tấn rồi. Đây đồng 2 vụ xả Thái Sơn á, công cắt nó 18 bao.